Quý vị thân mến, với những hình ảnh vừa rồi mà chúng ta vừa theo dõi thì chắc hẳn là quý vị cũng biết được đây là một bài tập thể dục rất phổ biến khi chúng ta cần phải luyện tập thể dục thể thao, vừa giúp ổn định cân nặng của mình mà còn giúp cải thiện cho sức khỏe của hệ xương khớp nữa. Vâng, đó chính là những bài tập squat. Squat mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, kích thích đều các nhóm cơ ở chân mạnh mẽ hơn. Squat đều đặn sẽ giúp cơ bắp chân, đùi, vùng hông và bụng mạnh mẽ hơn, săn chắc hơn. Chính lợi ích này sẽ giúp người tập trở nên nhanh nhẹn và di chuyển dễ dàng hơn, tăng khả năng cân bằng và linh động cho cơ thể. Càng về già, đôi chân chúng ta càng yếu đi. Tập squat chính là cách để duy trì đôi chân khỏe mạnh. Tập squat thường xuyên giúp tăng mật độ cơ bắp ở chân phát triển. Cơ lớn hơn sẽ giúp giảm bớt gánh nặng khi vận động và nâng đỡ trọng lượng cơ thể cho xương. Squat giúp xương chắc khỏe hơn. Để squat mang lại hiệu quả tốt cho xương sống, người tập phải ưỡn ngực, giữ thẳng lưng, hít vào và thở ra khi ngồi xuống, đốt cháy calo, giảm cân hiệu quả. Khi cơ bắp nhiều hơn, cơ thể cũng sẽ đốt cháy nhiều calo hơn, từ đó giúp giảm cân hiệu quả hơn. Câu hỏi đặt ra mà chúng ta thường xuyên hay hỏi lẫn nhau và tìm kiếm sự trợ giúp từ những chuyên gia, đó là squat như thế nào cho đúng, squat làm như thế nào để tránh bị chấn thương và squat như thế nào là hiệu quả nhất. Nếu như quý vị chúng ta squat không đúng thì sẽ dẫn đến những cái trường hợp rất phổ biến là chán nản và cảm thấy khó chịu khi đến với bài tập squat. Do đó thì có rất là nhiều người đã tìm đến với những trung tâm thể dục thể thao, những huấn luyện viên chuyên nghiệp để được hỗ trợ. Thế nhưng nếu như quý vị là những chị em phụ nữ nội trợ, chúng ta không có nhiều thời gian, các anh chị em làm việc văn phòng cả một ngày hơn 8 tiếng đồng hồ, hoặc là đối với những người lớn tuổi, chúng ta thường xuyên e ngại thì sao? Vậy thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một câu trả lời cùng với BeFit. Ở đây có nhiều các anh chị, cô chú và cả bản thân của Trinh và Diệu Ly nữa, ở nhiều cái đối tượng khác nhau, lứa tuổi khác nhau. Và cái vấn đề mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau rằng là ai cũng muốn tập squat để cải thiện số đo cơ thể, để tăng sự dẻo dai cho hệ xương khớp của mình, nhất là cái phần đùi trong và phần đùi trước và cả cái phần xương hông của chúng ta. Nhưng quý vị khó tập, tập không đúng cách và quý vị mất quá nhiều thời gian, thì bây giờ câu trả lời của mình là BeFit. Rồi, quý vị thấy như thế nào? Ly ơi, em đang tập luyện và em thấy như thế nào hả Ly? Thật ra thì lúc đầu là em cảm giác là nhìn nó giống như một cái ghế, chắc là nó cũng không có tác dụng gì đâu. Nhưng mà quý vị biết không, thật sự là chỉ cần ngồi lên khoảng là 1-2 phút thôi. Rồi. Và mình đúng theo cái tư thế mà chiếc ghế này nó đem tới cho mình á. Wow. Một cái dụng cụ để tập squat thì quý vị biết là nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái cảm nhận của Diệu Ly luôn. Đặc biệt quý vị thấy là cái phần bó cơ của mình ở đây ha, cái phần đùi này quý vị, nó sẽ được gọi là giúp cho mình có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác luôn. Tại vì là nhiều khi á, chị biết không, em đi tới phòng tập á, xong rồi em tập squat hoài mà em không tập được. Rất tại vì là em cứ đứng lại, Ly cứ đứng như vậy nè quý vị. Xong rồi cái anh mà PT á, anh lại nói là không, em phải dựa lưng vào trong tường đi. Xong Ly lại dựa lưng vào trong tường. Xong anh lại nói là không, em phải hơi cúi người xuống một chút xíu. Và Ly không có biết là cái tư thế cúi người là nó như thế nào. Nhưng mà cái này thì nó rất là hay luôn á Trên. Có nghĩa là nó có một cái độ nghiêng sẵn cho mình luôn rồi ạ. Cái dụng cụ tập squat của BeFit đó quý vị, nó nghiêng sẵn cho mình nè. Lẽ ra là nó phải là như thế nào ạ? Lẽ ra là nó phải đứng như thế này đúng không? Nhưng không, nó có một cái góc nghiêng theo đúng tiêu chuẩn và tư thế của squat luôn. Nên khi mà quý vị mình sử dụng đúng không? Mình vừa ngồi lên thôi như một cái ghế. Em nghĩ là thay vì các cô các chị ở nhà đó đúng mà rồi, ngồi xem tivi đúng không? Đừng có ngồi không trên ghế sofa quý vị, vừa xem tivi vừa tập đó. Wow. Vừa xem tivi vừa đọc sách. Vừa tập luôn. Đúng rồi. Đúng không? Đó. Và cái lúc đó đó quý vị, khi mà mình tập á thì quý vị quan sát thấy Diệu Ly không ạ? Tức là mình vẫn đang có những cái sinh hoạt cá nhân mà mình vẫn tập luyện được mỗi ngày luôn. Và đúng là theo cái tư thế chuẩn á là 90 độ có sẵn của chiếc ghế BeFit này rồi. Thì quý vị thấy không ạ? Càng đơn giản thì chúng ta lại thấy rằng cái việc tập luyện nó mới dễ dàng hơn bao giờ hết. Trinh biết có một điều rằng là có rất nhiều người đầu tư một cái số tiền không hề nhỏ nha quý vị. Nhưng mà đem về những dòng sản phẩm nó hơi bị phức tạp quá, khó khăn quá. Thì cứ mỗi lần mình rất là mình tập luyện đó thì mình ngại và mình không có tập luyện thường xuyên, dẫn đến việc là chúng ta không có kiên trì đều đặn. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn xem nha, với BeFit thì mình sẽ có những cái trải nghiệm hoàn toàn khác luôn. Ở đây nè, có Diệu Ly ở lứa tuổi là 20 trở lên đúng không? 30 chị. 30 rồi, nhưng mà mình cũng là trong cái dạng là tròn trẻ. Rồi có những cô là từ 50 tuổi trở lên, có những bạn gái tuổi đôi mươi quý vị nhé. Và có cả một chú đến chương trình của chúng tôi là 70 tuổi nữa. Nhưng mà quý vị thấy không, tất cả đều tập luyện được bởi vì có BeFit ở đây quý vị nha. Dạ thôi thì bây giờ để mà Diệu Ly với Tú Trinh mà nói thì có vẻ nó không khách quan lắm. Đúng cho rồi. Nên là có
có nhiều người nói là họ không hiểu tại sao á quý vị squat được xem là nữ hoàng trong những động tác tập thể dục á quý vị ơi. Thời gian gần đây là trên thế giới quý vị biết không, nó cực kỳ gọi là thịnh hành để mà nói về squat luôn. Thì thôi bây giờ Ly sẽ phỏng vấn một bạn cũng tới với phim trường của chúng ta, đó chính là bạn Nguyên. Thì xin chào Nguyên, và cho những Ly hỏi là Nguyên đã tập squat được bao lâu rồi và cái công dụng của nó mà Nguyên thấy á so với cái sức khỏe của mình là như thế nào ha? Thì em tập squat cũng 2 năm rồi. 2 năm. Ngoài ra thì em cảm thấy cái squat này rất là phổ biến ở ngoài phòng tập. Thì em cảm thấy khi sau khi trải nghiệm sản phẩm xong thì em cảm thấy nó rất là cải thiện về sức khỏe nè. Và ngoài ra thì vóc dáng mình lại đẹp hơn. Dạ thì quý vị thấy đó là đối với những người mà đã tập squat được một khoảng thời gian thì họ sẽ thấy cái công dụng nó rất là tuyệt vời luôn. Mà kể cả là hồi nãy quý vị có nghe Nguyên chia sẻ không ạ, là các cô chú lớn tuổi nữa khi mà tập trong một cái khoảng thời gian á thì nó sẽ rất là tốt cho xương khớp. Và thật sự quý vị ơi, cái phần đầu gối của mình ha, cái lực của đầu gối mình á nó sẽ được cải thiện một cách đáng kể luôn. Nhất là các cô mà mình hay cúi mình lấy đồ như thế này nè, mình sẽ không cảm thấy là nó bị run run cái phần chân nữa. Rồi Trinh bên đó thì Trinh thấy thì sao rồi? Trinh rất là đồng ý với lại cái chia sẻ vừa rồi của bạn Nguyên, và Trinh thấy rằng á là với cô mà ngồi bên cạnh Ly với lại Nguyên á là cô giống như là mẹ Trinh ở nhà vậy đó. Cái lứa tuổi này là quý vị, nếu như mà không có cái sự hỗ trợ của BFit thì mình sẽ không có dám mà chúng ta là tập luyện thường xuyên như vậy đâu quý vị nha. Nhưng mà bây giờ quý vị ơi, chúng ta có BFit rồi thì với chú ở cái lứa tuổi đó nên tìm hiểu á là hơn 70 tuổi. Vậy thì chú ơi, bây giờ là chú có những cái vấn đề nào về xương khớp mà chú thường xuyên gặp phải ở lứa tuổi này không chú? Đối với những người cao tuổi như chú thì bệnh xương khớp chắc là chuyện hàng ngày. Chuyện hàng ngày luôn. Mặc dù là chú cũng tham gia tập thể dục nhiều môn lắm, rồi đi bộ này nọ. Nhưng mà cái đó phải có thời gian rồi có địa điểm. Chứ không phải là lúc nào mình cũng thực hiện được. Từ cái lúc mà chú có cái phương tiện quát này á thì chú thấy rất tiện lợi. Tức là nó là cơ động, chỉ cần để trong nhà mình mang đi chỗ nào cũng có thể là tập được. Wow, mang đi chỗ nào cũng tập được có Ly ơi. Rõ ràng đây là điều mà chắc chắn là không chỉ riêng chú đâu, hơn 70 tuổi mà cả Trinh, Ly và tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ đồng ý với điều này luôn quý vị nhé. Vậy thì quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhìn rõ hơn đi nha. Ở đây nè, mình thấy là cái thiết kế của BFit đó quý vị, nó đơn giản không ạ? Nó rất là đơn giản, nó rất là gọn gàng. Mà bởi vì càng đơn giản thì mình lại càng thích tập hơn, thì mình cảm thấy nó quá dễ đúng không ạ? Và ở đây quý vị nhìn xem nha, với cái phần là mâm ngồi của mình nè, đó quý vị, nó rất là chắc chắn. Mà đồng thời ở đây nè, Ly thấy không, ví dụ cái chiều cao của Ly nó có sự chênh lệch đi ha, thì đúng không rồi. Sao cả, mình hoàn toàn có thể chúng ta điều chỉnh đây là quý vị. Đấy, quý vị chỉ cần xoay chỗ này thôi quý vị nha. Sau đó thì sao? Xoay lên. Khi mà quý vị xoay lên thì sao ạ? Thì nó sẽ có cái phần da giảm cho nó phù hợp với lại là cái chiều cao của mỗi người, tức là mỗi thành viên ở trong nhà của mình. Và sau khi mình xoay lên rồi thì mình chỉ cần là chúng ta siết lại thôi quý vị. Đó, mình siết lại. Rồi, rất là chắc chắn. Wow, như vậy là mình tập được, ông xã mình tập được, ông bà, bố mẹ, các con của mình tập được. Khi mà quý vị chúng ta mới bắt đầu thì mình có 6 lò xo. Nhưng khi mà quý vị bắt đầu tăng cường độ như Trinh thì mình chỉ cần giảm đi từng cái lò xo phù hợp với nhu cầu của mình mà thôi. Cái việc mà chúng ta lấy ra lấy vào nó cũng không hề mất thời gian nha quý vị nha. Đó, nếu quý vị thấy không? Đây, quý vị lấy ra như thế này. Đó, chúng ta lấy ra thôi. Thì khi mà quý vị lấy ra giữa hai bên á thì cái mà cái cường độ nó bắt đầu tăng dần lên, là quý vị chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện nó sẽ đó, nặng hơn. Và nó chắc chắn ở mọi cái địa hình khác nhau, từ ở trong nhà nè, rồi ra ban công nè, ở nhiều cái khu vực khác. Nhưng mà nó có một cái hay về Ly, như chú nói đó, là nó quá gọn nhẹ. Chính cho xác. Nên là như thế này đó, mình có thể là chúng ta lấy lên như thế này luôn. Rồi, và chúng ta để chỗ này cũng được, để chỗ này cũng được. Đây, để một cái nó chắc chắn luôn đó. Đó là tùy theo cái nhu cầu của mình quý vị nha. Đó, quý vị nhìn lại xem. Và đã có BFit rồi thì mình còn có thêm là những cái tư thế động tác tập luyện cùng với BFit, nó rất là đa dạng luôn. Quý vị sở hữu sản phẩm này về tại nhà thì ở bên trong cái phần hộp lớn của mình nó sẽ có ở đây đầy đủ quý vị nha. Và ngoài ra thì sao, chỉ cần ở đây điện thoại cá nhân của mình, quý vị chỉ cần chúng ta bắt đầu chúng ta mở điện thoại ra và quý vị sẽ vô cái phần camera của mình thôi. Camera. Vô camera rồi Ly ơi, thì mình chỉ cần chúng ta đưa vào ở đây thôi nha. Đó, là có cái mã QR để cho mình có thể là kiểm tra luôn đúng không? Rất là nhanh đó, quý vị. Rất là nhanh quá ha. Đây. Cái gì đấy chị? Đó, rất là thích quý vị nha. Và đây có hướng dẫn sử dụng rồi nè quý vị. Chúng ta hãy cùng bắt đầu là tập luyện luôn quý vị nha. Đấy, quý vị thấy không, đây là những cái bài tập rất là chi tiết luôn mà mình đã có được cái sự hướng dẫn trực tiếp cụ thể khi chúng ta sở hữu BFit ngay tại nhà của mình. Rồi bây giờ quý vị nhìn xem, có tác động như phần đùi trong không, phần đùi trước không, phần hông không, và nhất là toàn bộ cái hệ cơ xương khớp đằng sau của mình luôn Ly ha. Chính xác luôn, quý vị thấy mà có rất là nhiều những cái tư thế khác nhau luôn quý đúng vị rồi. Và nó sẽ giúp cho mình á, là quý vị biết là khi mà chúng ta có cái thói quen tập squat như thế này nè, nếu như mà mình không có cái dụng cụ này thì có đúng phải rồi. Là rất khó cho chúng ta tự tập hay không, mà đâu phải ai á, là cũng có cái khả năng là mình cứ đi tới phòng tập
tập và có những người huấn luyện riêng cho mình đâu, hoặc là ai cũng có một cái gọi là tập luyện một cách là thường xuyên đâu. Nhưng mà đối với cái dụng cụ này thì nó không khác gì một chiếc ghế cả. Thậm chí mình tập trung mình tập giống như là người mẫu ở trong phim cũng được. Còn nếu như không đó quý vị, mình vừa xem tivi, mình vừa lấy những cái động tác này mình tập theo. Quý vị ơi, bây giờ quý vị đang ngồi xem tivi đúng không ạ? Mình ngồi xem tivi không, trên ghế sofa ư? Không, hãy mua dụng cụ này về. Rồi sau đó quý vị sẽ làm gì ạ? Rồi sau đó quý vị sẽ vừa xem tivi, vừa tập squat quý vị nhá. Mình vẫn giải trí được đúng không? Mà mình vẫn có là gì ạ? Cải thiện được sức khỏe. Khi mà quý vị squat thường xuyên đó thì những cái phần mà gọi là cơ, những cái phần bó cơ trong cơ thể của mình đó quý vị, nó sẽ được vận động, và chính điều đó nó sẽ thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể của mình. Tại vì bây giờ mình nói là squat tốt quá, nhưng Ly hỏi quý vị một câu nha, là nếu như bây giờ đi các cô chú lớn tuổi, Ly thì Ly đang còn trẻ, Ly có thể là Ly squat hoặc là Ly đầu tư một khoản tiền Ly tới phòng tập Ly squat. Nếu như mà huấn luyện viên nói với Ly là chị ơi chị sai tư thế rồi, vậy thì chị em hướng dẫn cho chị đi, mình đây là như thế nào đây, thì ảnh có thể là hướng dẫn là nghiêng cái lưng lên đằng trước chút xíu chẳng hạn, hoặc là dựa lưng vô tường, hoặc là cái tư thế là hai chân á là 90 độ, hay là như thế nào đó, hoặc là như thế này, hoặc là như thế này đó, hoặc là đứng lên ra như thế này. Nhưng nói thật quý vị, Ly không làm được, Ly thật sự Ly không làm được, mà không có siêng năng được chị, em không có duy trì được cái sự thường xuyên. Rồi đó là người trẻ, người già thì như thế nào ạ? Lỡ cô chú mình đang bị đau chân thì sao ạ? Không đau chân làm sao mà squat quý vị ơi, đúng không ạ? Nếu như mà tự tập squat mà bây giờ mình đau chân, chân mình đau đầu gối, làm sao mình chịu được cái trọng lực ạ? Có đúng nhiều rồi. Người nha quý vị. Và có thêm một cái rất là hay là hôm bữa Ly có họp sản phẩm với lại một cái anh mà bên nhà cung cấp, anh hỏi Ly như thế này nè, tại sao squat lại quan trọng? Ly rất muốn chia sẻ với quý vị điều này luôn. Tại sao squat lại quan trọng? Tại sao người ta có thể là tập thể dục nhịp điệu rất là nhiều cái khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà squat lại quan trọng và phù hợp với nhiều người. Quý vị đã bao giờ chứng kiến cảnh một người già, một người lớn tuổi mà bị té ngã chưa? Ồ, có. Trong ký ức của em ở trên thì khi mà em nhìn thấy những hình ảnh đó thì lúc nào cũng là họ sẽ không phải là khi mà lớn tuổi mà đi mà bị choáng á thì mình có lực á thì mình sẽ té như thế này đúng không chị? Đúng dạ. Rồi. Mình chống như thế này thì mình sẽ hạn chế được những cái tình trạng là mình bị gọi là bị thương. Đúng. Nhưng rồi. Mà những cái người mà lớn tuổi á quý vị, khi mà ngã xuống đúng không? Là ngã như thế này. Đó, và nằm sấp xuống quý vị thì có phải là cái phần đầu của mình nó đập xuống nè, phần hông, phần người của mình nó đập xuống và nó chính rất xác. Là nguy hiểm hay không? Vì sao ạ? Vì cái cơ thể của chúng ta, cái phần cơ sau này nè, nó rất là yếu trên nơi. Đúng rồi, càng theo thời gian chính nó càng xác nó rất đi. Là yếu thì cái dụng cụ này giúp cho chúng ta là khỏe hơn cái phần này. Và trên biết không, em rất thích một cái thông tin đó là bên nhà cung cấp có nói với em một cái, đó chính là Ly có biết không là cái phần cơ sau trên đùi của chúng ta được mệnh danh là trái tim thứ hai. Cái này thì giống như là cái việc mà Trinh có tìm hiểu Ly ơi. Quý vị ơi, nếu như mình thấy được là mình ở tuổi 30 không tập luyện thì 40, 50, 60, 70 mình sẽ bị yếu dần ở phần cơ đằng sau của mình thôi. Và tập squat đó, nó không chỉ giúp cho cái cơ thể của mình nó dẻo dai hơn nha, nó đốt cháy được cái năng lượng, được cái calo của mình đâu, mà nó còn giúp cho chúng ta là sao ạ? Nó kiểm soát được cái việc là chúng ta cần phải tập đúng quý vị. Nếu như quý vị không có một cái dụng cụ nào hỗ trợ như là Bifit, quý vị sẽ bị đau khớp lưng. Trinh đã từng bị điều này vì tập sai nha quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy là tập squat nó quá mệt mỏi, mình không muốn làm nữa, mình chuyển sang một cái động tác khác nhưng mà nó không hiệu quả. Rồi chưa kể là cái việc mà càng ngày càng lớn tuổi rồi, cái phần khớp gối của mình nó Ly phải nói là nó kêu lão đảo bên trong, chưa kể nó bị sưng, nó bị đau, nó khiến cho mình không muốn tập luyện nữa. Nhưng mà quý vị có giải pháp không? Có chứ. Quý vị có hay không, nếu như chúng ta đầu tư Bifit đơn giản là quý vị, nhưng mà nó hiệu quả không ạ? Với cái tư thế chuẩn chỉnh luôn là 90 độ có sẵn nè, và cả cái phần lực của cái phần lò xo mình điều khiển được nha, chưa kể là cái phần độ cao của phần ghế đấy, mình điều khiển theo cái chiều cao thực tế của mình, và mình ở tập ở đâu cũng được, phòng làm việc nè, ngoài cửa ban công nhà mình nè, tại văn phòng làm việc của mình luôn, tại nhà của mình, tại sân vườn, tất cả mọi nơi. Và cứ việc mà chúng ta tập luyện như vậy đó Ly, mà tập đều đặn á thì cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn là chúng ta mua một cái máy thật là to về và cứ hả một tuần tập đúng một ngày thôi. Chính xác luôn đó quý vị. Mà cái này nó giống như một cái ghế, Ly hay ví von với quý vị là nó giống như một cái ghế luôn. Một cái ghế đó quý vị á, các chú á, mình vừa đọc báo mình vừa tập trên cái dụng cụ tập squat này cũng được của Bifit ha. Còn không các cô là vừa xem tivi vừa tập cái này, chứ bây giờ mình tốn thời gian để làm gì quý vị? Vừa giải trí mà vẫn vừa tập được đó thôi ạ. Dụng cụ tập luyện thể thao hỗ trợ tập squat của Bifit ạ, thương hiệu hàng nước
giới thiệu trên VTV Hyundai và đảm bảo cái tư thế là tư thế đúng nè. Thì từ cái tư thế đúng á, mình mới có thể là tác động lên trên cái cơ thể của mình được, hỗ trợ cơ xương của chúng ta nha, rồi hỗ trợ chị em mình á, là đảm bảo thêm nữa là cái vùng bông của mình nó sẽ săn chắc hơn này các cô ơi, không có bị tình trạng là chảy xệ nha, hỗ trợ cho mình là kiểm soát được cái cân nặng nữa, cơ thể của mình nó thon gọn hơn, và đặc biệt là cái phần cơ đùi của mình được mệnh danh là trái tim thứ hai, cho nên nó sẽ giúp cho mình nó là tuần hoàn và lưu thông được đó là dưỡng chất nè, cũng như là máu trong cơ thể của mình rất là tốt luôn. Cái này bao nhiêu tiền quý vị ha? Ồ, thấy người ta thiết kế hay quá mà gọn gàng quá, hay thật luôn á, là có cái góc nghiêng nè để mình có thể tập được nè, rồi cái khung thép của sân chỉnh điện nè, rồi squat được mọi lúc mọi nơi luôn, xem tivi mà còn squat được mà, rồi cái yên ghế cũng được bọc nữa nè, đâu có bị đau gì đâu quý vị ơi, chân ghế chữ U rất là vững chắc luôn. Bao nhiêu tiền quý vị đoán thử đi ạ? Cái này quý vị mua bên ngoài phải là tiền triệu nha quý vị nha. Tập squat mà quý vị thấy là bây giờ mình đi mua một liệu trình thôi là bao nhiêu tiền rồi, trong khi nó quá hiệu quả mà, hỗ trợ cơ xương cơ hông của mình, rồi hỗ trợ cái phần mông của mình không có bị chảy xệ, hỗ trợ cho mình là kiểm soát được cái cân nặng nữa, tăng cường cái sức khỏe của mình. Ồ, mua bên ngoài là bao nhiêu quý vị? Dạ, 1 triệu mấy đó quý vị ơi. 1 triệu 4 đó bao nhiêu ạ? Mức giá đây không phải là 1.400.000 đồng mà mức giá hỗ trợ luôn quý vị nha, 799.000 đồng. Quý vị có gì? Quý vị có một cái giải pháp mà chúng ta tập mỗi ngày, quý vị có một cái giải pháp cho việc là chúng ta không cần phải lo sợ tập squat không đúng tư thế nữa. Quý vị ơi, squat rất là tốt nha, kiểm soát cân nặng, tạo được những cái múi cơ cho cơ thể của mình, và đặc biệt là gì ạ? Nó hỗ trợ cải thiện ngay sức khỏe của cái phần hệ cơ xương khớp và phần thân dưới của chúng ta. Đúng nhất rồi. Là ở cái phần đùi trong của mình quý vị nha. Nãy giờ Trinh vừa nói chuyện với quý vị mà cũng vừa tập luyện với Ly luôn, mà Trinh thấy là cả cái phần đùi của mình nó căng lên với Ly. Tức là mình vừa tập nha quý vị, mình vừa siết cái cơ bụng của mình. Tức là khi chúng ta tập nè, Trinh vẫn đang nói chuyện với quý vị, vẫn đang tập cùng với BeFit và cái tư thế nó đúng chuẩn chỉnh luôn quý vị. Và chúng ta vẫn tập, vẫn vừa có thể chia sẻ trò chuyện xem TV được và vẫn hiểu quả vô cả cái phần hệ thương tác của mình quý vị nha. Chính xác luôn, giống như Ly nè quý vị, Ly vừa tập Ly vừa vẽ tranh luôn đó quý vị ơi, Ly vừa tập Ly vừa vẽ tranh luôn. Đúng rồi, quý vị đi vào tập lên tập xuống. Đó, đơn giản lắm, Ly vẽ hình ảnh gì quý vị ơi? Tại vì là nhiều người sẽ đọc sách nè, nhiều người sẽ vẽ nè, hoặc là nhiều người sẽ làm việc luôn đúng không? Và hồi nãy Ly có nói quý vị đó là trái tim thứ hai có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây quý vị nhìn ha. Quý vị ơi, Ly làm chậm cho quý vị xem nè, nó có sự thay đổi chỗ này. Quan sát nè quý vị đó, đúng không ạ? Thì bình thường á, mình đi bộ á thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái phần cơ đằng trước này quý vị ha. Nhưng mà bây giờ nếu như mình dùng cái dụng cụ hỗ trợ tập squat này nè, nó sẽ ảnh hưởng lên cái bó cơ đằng sau, thì có phải là cuộc sống nó sẽ cân bằng hơn khi mà chân của mình á, cơ trước và cơ sau nó đều khỏe hay không ạ? Và khi mà quý vị tập ở đây á thì vô hình chung cái phần mông của mình nè quý vị, bắt đầu á nó cũng có được cái sự tạo lực luôn. Và chính vì vậy cho nên nhiều chị em á mà trẻ tuổi á là họ sẽ tập squat để làm gì? Để cái phần gọi là bụng của mình nó thon thả hơn. Đúng cái rồi. Phần của mông của mình nó không có bị xệ ạ. Và như vậy á thì có phải là nó có cái đường cong chữ S rõ ràng hơn hay không thưa quý vị? Đúng và rồi. Lý do tại sao ngày xưa Ly tới phòng gym á mà Ly hỏi người ta tập squat là vì người ta nói là tập squat á thì cái chân của mình á nó sẽ gọi là thon thả hơn. Tại vì cái khuyết điểm lớn nhất của Ly á quý vị thấy hôm nay Ly ở trong phim trường này nè thì á chân của Ly rất là to nên Ly không có tự tin đâu. Nhưng mà sau khi mình hiểu được về squat rồi thì mình thấy rất là thích Trinh. Ly lại nhớ lại cái câu chuyện á mà nhà cung cấp đã hỏi Ly như thế này nè. Ly hồi nãy Ly có nói quý vị là Ly đang vẽ tranh đúng không? Thì Ly có vẽ một hình ảnh như thế này. Là như vậy đây. Ở đó vừa tập vừa nghe em chia sẻ đúng cho rồi, chị cũng thú vị nha. Đúng rồi, cũng đang tò mò về bức tranh lắm đó Ly. Thì á
cái chú đó chú mới hỏi Ly á, bên nhà cung cấp á, là con người mình sống khỏe mạnh khi mình có những cái bước đi khỏe mạnh đúng không? Đúng. Thì nhà mình á, nó vững chãi khi nào ạ? Có phải là khi hai cái trụ nhà á quý vị, hoặc là cái cổng ha, bốn cái trụ nhà hoặc là cái cổng thì hai cái trụ á, là nó sẽ rất là chắc chắn hay không ạ? Thì cái này là hình Ly vẽ thôi. Nhưng quý vị biết rằng nếu như á, cái trụ này nó không chắc chắn, cái nhà sẽ sập quý vị, đúng không ạ? Chân mình mà không có đảm bảo thì có phải là cuộc sống của mình nó sẽ rất bấp bênh hay không? Bấp bênh ở đây Ly đang nói không chỉ về cái hình ảnh, không phải là về cái nghĩa đen, mà kể cả là về cái nghĩa gọi là nghĩa bóng luôn. Có nghĩa là sao? Mình sẽ cảm thấy là ủa, mình không có đủ sức nè, mình muốn đi tới chỗ này, mình muốn đi tới chỗ kia nhưng mà đi không được trên nơi. Đúng nhiều rồi. Cô nhiều mình chú hả? Đúng rồi, mà nhất là phụ nữ như trên nè, sanh một em bé, hai em bé đúng xong rồi. Ha, là tự nhiên thấy chân mình nó yếu hẳn đi luôn. Đúng rồi đó quý vị, và quý vị có biết rằng là không phải chúng ta lớn tuổi là mình mới bị lão hóa cái phần hệ xương thân dưới đâu ạ, mà có rất nhiều những cái vấn đề do chúng ta tập luyện sai tư thế, mình bị chấn thương, hoặc là đơn giản thôi, chị em phụ nữ như nhau nè quý vị, mình đã trải qua những quá trình sanh nở rồi thì mình sẽ bị yếu hẳn cái phần sau, và mình còn bị tích mỡ nha quý vị, ở cái phần bụng, phần hông mà nó không có được đẹp như mình mong muốn. Vậy thì giải pháp là ở đây, quý vị thấy không? Bây giờ cái thiết kế của BeFit nó như thế này nè, giống như là cách Ly đang ngồi, cái ghế quý thôi. Vị đang ngồi như một cái ghế bình thường, nhưng mà được thiết kế sẵn một góc nghiêng 9 độ sẵn cho quý vị luôn. Khi mà chúng ta ngồi lên là tự giác nó đúng cái tư thế của squat, và cả cái việc mà chúng ta điều chỉnh từ cái khoảng cách của cái phần thân ghế đó quý vị, nó cũng rất là phù hợp cho rất là nhiều người. Khi mà chúng ta đó, mình tăng lên đấy, hoặc là mình giảm xuống, mình xoay 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 xoay, mẹ mình tập được, mình tập được, các con của mình tập được quý vị nha. Khi mà quý vị chúng ta mới bắt đầu thì mình có 6 lò xo, nhưng khi mà quý vị bắt đầu hả, tăng cường độ như Trinh thì mình chỉ cần giảm đi từng cái lò xo phù hợp với nhu cầu của mình mà thôi. Cái việc mà chúng ta lấy ra lấy vào nó cũng không hề mất thời gian nha quý vị nha. Đó, nếu quý vị thấy không, đây quý vị lấy ra như thế này, đó chúng ta lấy ra thôi. Thì khi mà quý vị lấy ra giữa hai bên đó thì cái mà cái cường độ nó bắt đầu tăng dần lên, là quý vị chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện nó sẽ đó nặng hơn. Đó quý vị. Cái việc tập squat với nhiều những cái tư thế khác nhau quý vị ha. Và khi mà quý vị tập squat đó thì cái tác động của nó lên cơ thể của mình là gì? Chính là cái phần hông nè, mông nè, eo, bụng nè, đùi và bắp chân nữa quý vị. Quý vị để ý nè, thường á là mình đi bộ đúng không? Đi bộ rất là nhiều thì lực nó sẽ xuống hai cái bàn chân của mình, và khi mà chẳng hạn mình bị ngã quỵ đi, mình cứ toàn ngã ra đằng trước không à. Tại vì á là cái phần cơ đằng trước, bây giờ làm sao để cân bằng cả phần cơ trước và cơ sau cơ thể của mình? Đó chính là cái phần đằng sau như thế này quý vị ha. Thì á rất là nhiều những cái bó cơ như thế này ạ, cái phần cơ bắp của mình nó được tác động lên quý vị ơi. Và khi mà nó được tác động lên như vậy á thì quý vị thấy không, sẽ rất là tiện lợi luôn. Và chưa kể là người trẻ ạ, mà cái điều này thì em thấy thực sự là vô cùng quan trọng đối với người lớn tuổi luôn. Trên công nếu mà nói về người lớn tuổi thì đây mình có hai cô chú là đều ở tuổi là từ 60 đến 70 rồi. Thì bây giờ là con với chú nha, cùng tập luyện luôn. Nhưng mà cũng xin được chia hỏi chú luôn nè, chú ơi, từ cái lúc á mà chú có BeFit á thì chú đã bắt đầu tập, nhưng mà tập về squat á, nó đều đặn hơn và nó thường xuyên hơn không chú? Nói chung từ ngày sắm cái dụng cụ tập squat này về á, thì nói chung mỗi ngày chú rảnh rỗi chú cũng bỏ thời gian ra một hai tiếng để mà tập. Từ cái ngày mà tập cái này thường xuyên thì về gân cốt chú bây giờ thấy là nó khỏe hơn hẳn. Nhất là về cái phần cơ đùi. Cơ đùi cho chú rõ ràng săn chắc hơn trước nhiều. Và khi mà chú thấy mình cơ thể mình nó săn chắc hơn á, thì khi mà chú đi lại chú thấy tự tin hơn không chú? Không có còn cảm giác là mình sợ dễ bị té ngã như trước không ạ? Đúng rồi. Sau thời gian tập luyện thì bây giờ cái bước đi của mình nó vững vàng. Còn hồi xưa thì cái khớp gối của mình nên thường bị đau nhất. Nó bị đau. Nhưng mà mình tập cái máy này thời gian thường xuyên thì bây giờ nó giảm đi rất nhiều. Đúng rồi, bây giờ thì đúng là chú vừa nói chuyện với Trinh vừa tập. Và Ly thấy không, rõ ràng có BeFit là cái giải pháp cho mọi cái vấn đề mà chúng ta sợ, lo sợ về squat như trước đây. Chính xác, mà chưa kể là mình làm được nhiều cái tư thế khác nhau nữa. Đúng rồi. Ví dụ như là hai chân mình chụm lại căn bản nhất đúng rồi, như thế này. Muốn tập cái phần má đùi trong như thế này thì quý vị thấy là mình có thể để chân lên như đây. Thế này ha. Đúng rất rồi. Là tiện quý vị. Wow, có vô giảm giá nha. Cho nên rất là thích. Hoặc là thậm chí mà ai mà cần muốn là tăng cái sức ở bên trong này đúng không? Mình có nhiều cái tư thế khác nhau. Ví dụ như là mình xoay ngang ra như thế này nè quý vị. Những tư thế này là có trong cái quyển hướng dẫn ở trong sản phẩm này hết. Và đừng quên ạ, những cái khoảnh khắc này nè quý vị, không cần phải đi đâu xa, vừa xem tivi ở nhà quý vị. Ly nói thật quý vị nhé, là vừa ngồi hả, ví dụ như là mình có cái bàn trên này là chị, vừa đúng ngồi rồi. Nhặt rau mà vừa tập squat cũng được các cô ơi. Vừa xem tivi mà gọi là vừa đọc sách tập squat cũng được luôn các cô ơi. Mình thực tế với nhau đi. Mà bây giờ giảm giá rồi, có 799. Giờ Trinh thử chia ra đi, một lần mình tập có nhiêu tiền đâu Trinh. Đúng rồi, mà quý vị cứ đóng một tháng như vậy cho những cái trung tâm thể thao mà chúng ta không đi được thường xuyên thì nó không hiệu quả. Nhưng bây giờ ở nhà của mình đã có BeFit rồi. Mà có BeFit rồi thì quý vị có gì? Quý vị có được tất cả luôn những cái tư thế ở đây, nên quý vị đừng có chần chừ nữa nha.
cơ hội đặc biệt, sáng sale ngày 9 tháng 9. Khỏe đẹp mỗi ngày cùng dụng cụ tập luyện thể thao hỗ trợ Swap BeFit, thương hiệu đến từ Hàn Quốc, lần đầu tiên ra mắt với mức giá ưu đãi đặc biệt. Giá nhà cung cấp 1.299.000 đồng, nhưng mức giá trên VTV Hyundai giảm ngay 600.000 đồng quý vị nha. Chỉ còn 699.000 đồng mà thôi. Ưu đãi chỉ có trong khung giờ phát sóng, hãy nhanh chóng đặt hàng. Quý vị thấy là tập thể dục thì ai cũng biết rồi, tập squat thì cũng có nhiều người biết, đặc biệt là người trẻ ạ. Nhưng mà quý vị có chắc chắn là ngày nào cũng sẽ đi tới trung tâm để mình tập squat hay không? Quý vị có chắc chắn là tự mình tập thì sẽ luôn luôn có tư thế đúng hay không ạ? Dạ, câu trả lời là không đâu quý vị ơi. Chính vì điều đó cho nên là BeFit đã ra đời với một cái dụng cụ hỗ trợ tập squat quý vị nhé. Cái phần lò xo này nè, mình có 6 cái lò xo tổng cộng luôn. Thì tùy vào các cô, chú, anh, chị ạ, mình muốn cái trọng lực nó như thế nào, cái trọng lực của nó, cái cường độ nó ra làm sao thì mình có thể tháo ra lắp vào rất là dễ dàng luôn. Để được nhiều chỗ, ngoài sân được quý vị, ngoài cái ban công được chả sao, ngay trong phòng khách cũng được, đâu có sao đâu quý vị. Đúng vừa rồi. Tập vừa xem TV, vừa tập vừa đọc báo. Cơ hội đặc biệt, sáng sale ngày 9 tháng 9. Giá nhà cung cấp 1.299.000 đồng, nhưng mức giá trên VTV Hyundai giảm ngay 600.000 đồng quý vị nha. Chỉ còn 699.000 đồng mà thôi. Ưu đãi chỉ có trong khung giờ phát sóng, hãy nhanh chóng đặt hàng. Quý vị cần điều gì ạ? Quý vị cần cải thiện sức khỏe cho phần hệ cơ xương khớp, phần thân dưới của mình. Quý vị cần kiểm soát cân nặng. Quý vị cần được giải phóng năng lượng của bản thân. Quý vị không cần phải đầu tư quá nhiều chi phí nhé. Chúng tôi ở đây đã có BeFit là câu trả lời cho quý vị đấy ạ. Thương hiệu nội địa đến từ Hàn Quốc, giải pháp của rất nhiều gia đình rồi. Ngày hôm nay lần đầu tiên có mặt trên VTV Hyundai nên quý vị mới có được ưu đãi về mức giá cũng như là sự hỗ trợ từ những cái bài tập trực tiếp kết hợp cùng với BeFit ngay từ hôm nay quý vị nha. Đừng quên là một đơn hàng trong chương trình ra mắt lại được giảm giá hơn nửa triệu chính đồng ạ. Ưu đãi rất là nhiều, nhưng mà vấn đề thì thời gian lại không cho phép quý vị. Thích quá thôi thì bây giờ chúng tôi ở phim trường cập thêm chút xíu nữa. Còn quý vị ạ, nhanh tay đặt hàng cùng VTV Hyundai quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị luôn luôn khỏe khoắn.